Ok, bây giờ hai bố con bắt đầu khởi hành. Bây giờ là 66 độ F, 8 giờ 24 phút ngày thứ năm, mùng 3 tháng 6 2021. Bây giờ sẽ lên đường đi Seattle từ thành phố Portland. Vẫn trên con đường để đi ra khỏi thành phố Portland. Đây, quay sát gần cháu Quang đây. Cháu đi chiếc Triumph và Bopper 1200 phân khối. Đi cái len ngoài cùng á, cái len này nó sẽ hướng dẫn về Seattle, còn len giữa đó là đi vào trung tâm thành phố, còn len ngoài cùng bên phải á là nó sẽ dẫn về hướng nam Salem, hoặc là đi về Highway 84, và xe này lấy Indian, một người nào đó cũng đi. Cái mùa này là cái mùa hè là dân mà mê mô tô họ mang ra để đi chơi hoặc là đi làm. Đây, xa xa có cái bảng chỉ đó, North Seattle 405. Các bạn thì chỉ đúng, phải đi đúng cái len, không thì không có tới đích. Phía xa cũng cho có cái bảng xanh nữa, nó cũng cho mình biết rằng là đi về đâu, mất bao nhiêu phút. Biết là đi chậm lại nha, đường càng kẹt xe. Nhìn chung quanh cây xanh đó, thành phố Bọc Lên cũng như tiểu bang Oregon nổi tiếng cây xanh. Ta là đi đúng cái len ngoài cùng, North 405 Seattle. Hy vọng kỳ này quay cảnh rõ đẹp, và âm thanh thì không biết chắc, tại vì gió và xe cộ họ chạy rất là ồn ào, và hy vọng cố gắng là bạn bè nghe rõ. Tại vì muốn thâu trực tiếp cho nó có vẻ sống động, chứ cái về nhà là lồng tiếng vô thì nó mất hay rồi. Cái microphone thì bỏ ngay ở trong cái nón bay đó, cái nón Hermes. Vẫn thấy không có được ưng ý lắm về cái audio, cái chất lượng âm thanh. Ok, bây giờ là sắp sửa vào cái đường hầm đầu tiên vượt qua núi trên Highway 26. Lý do tại sao là đường nó chậm lại là vậy, chỉ vì họ bắt đầu đi vô trong cái đường hầm đó.
qua đường hầm ta phải đi chậm lại. Đây bắt đầu vào đường hầm. Và con đường hầm này còn phải đi một quãng nữa thì qua một cái cầu sắt rất là dài, qua hai cái cầu sắt rất dài thì mới tới được cái qua biên giới để tới tiểu bang Washington. Xe cho biết rằng là 160 mai nữa thì mới phải đổ xăng, yên tâm. Chỗ này là rất là ồn, tại vì ở trong đường hầm đó các bạn. Đường hầm này cũng không có dài lắm, nó đục qua cái ngọn núi. Thank you.